Chuyển sang các thông tin quốc tế. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc biển đen cũng như vấn đề hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Thông báo của Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan đã hoan nghênh thái độ tích cực của Moscow trong việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sự tôn trọng với lập trường nguyên tắc của Moscow nhằm hướng tới việc thực thi đầy đủ văn kiện này, bao gồm việc dỡ bỏ rào cản với những mặt hàng nông sản của Nga. Hồi đầu tháng này, Nga đã nêu điều kiện để tiếp tục gia hạn thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng vận chuyển lương thực miễn phí tới các quốc gia châu Phi nếu những điều kiện này không được đáp ứng. Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự hài lòng về sự linh hoạt trong mối quan hệ thương mại và kinh tế song phương, cũng như việc thực thi các dự án chiến lược chung trong lĩnh vực năng lượng. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận về vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.